chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Tranh cãi bức ảnh chú rể làng Sơn uống 49 ly rượu mới được đón dâu. Ngày 28 tháng 6, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ màn thách uống rượu trước khi đón dâu ở làng Sơn. Theo đó, trước khi gặp được nửa kia, chú rể phải uống hết 49 ly rượu được xếp thành hình trái tim đặt trước cửa phòng. Loạt ảnh nhanh chóng gây tranh cãi. Nhiều người cho rằng đây chỉ là tiết mục giao lưu tạo sự vui vẻ. Số khác nói việc này quá nguy hiểm, bởi uống 49 ly rượu không tốt cho sức khỏe, có thể gây sốc. Nhiếp ảnh gia Cường Mã là chủ nhân loạt ảnh cho biết hai nhân vật chính trong đám cưới trên là cô dâu Ánh Như và chú rể Quý Hiệp, cả hai đều sinh sống và công tác tại thành phố Lạng Sơn. Đám cưới diễn ra hôm ngày 22 tháng 6. Cô dâu làm trong nghề công an nên không muốn chia sẻ hay tiết lộ nhiều về ngày vui của mình. Nam nhiếp ảnh gia cho biết đây không phải là hủ tục mà chỉ là một thách đố vui vẻ mà bạn của cô dâu nghĩ ra. Ngoài ra, thực tế chú rể không phải uống hết tất cả rượu mà chỉ nhấp môi, số còn lại được bạn bè hai bên cùng với họ hàng trợ giúp. Cường Mã cũng khẳng định cô dâu chú rể đều vui vẻ với ý tưởng này. Đây không phải lần đầu tiên những màn thử thách trong ngày cưới nhận được nhiều sự quan tâm. Vào tháng 2 ở Ninh Bình, một video thách uống rượu khi đón dâu được chia sẻ. Theo đó, chú rể phải uống hết 20 ly rượu rồi xếp hàng lần lượt ở cầu thang. Tháng 11 năm 2017, tại một đám cưới ở Lạng Sơn, nhà trai muốn vào trước dâu phải uống hết 100 ly rượu được lồng hình trái tim do nhà gái chuẩn bị. Hai chú rể toát mồ hôi nhận nhầm vợ vì chị em sinh đôi dở trò trong lễ cưới. Đám cưới là dịp trọng đại của đời người, bởi vậy ai cũng muốn tổ chức đám cưới của mình thật đặc biệt để trở thành một kỷ niệm không bao giờ quên. Mới đây, câu chuyện đám cưới có 102 của một cặp chị em sinh đôi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng. Câu chuyện diễn ra ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Nhân vật chính là hai chị em sinh đôi, tổ chức đám cưới cùng ngày. Bởi vì sau hơn 20 năm sống cùng nhau, thì họ cũng muốn ngày cưới được cùng nắm tay về nhà chồng. Đám cưới sẽ chỉ dừng ở mức cảm động nếu hai chị em này không trang điểm, mà mặc váy cưới giống hệt nhau, khiến ngay cả người thân cũng bối rối, không biết đâu là chị, đâu là em. Và tất nhiên chú rể, người đang trong tâm trạng hoang mang, đã mất bình tĩnh và được một phen hoảng sợ khi bước vào phòng và nhìn thấy hai cô dâu giống hệt nhau. Cả hai đều mặc trang phục truyền thống màu đỏ, búi tóc và cầm quạt. Trong phút bối rối, một chú rể thậm chí còn nhận nhầm cả vợ của mình. Anh đau khổ chia sẻ, tôi rất hồi hộp và có một chút lo lắng trước khi bước vào phòng cô dâu. Tôi thực sự đã nhận nhầm vợ mình và đứng cạnh chị của cô ấy. Một lúc sau tôi mới nhận ra rằng mình đã nhận sai người nên nhanh chóng đổi lại vị trí. Hai chị em trong phòng tân hôn đều mặc trang phục truyền thống màu đỏ, búi tóc và cầm quạt. Câu chuyện bất ngờ phía sau clip cô dâu hất tay từ chối nụ hôn của chú rể trong đám cưới. Hành động cô dâu gạt tay từ chối nụ hôn của chú rể trong đám cưới đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cư dân mạng. Tuy nhiên, một người hàng xóm của chú rể cho rằng những đồn đoán đó là không chính xác vì cặp đôi đều có vấn đề về phát triển nhận thức. Những ngày gần đây, đoạn clip ghi lại hình ảnh của cặp đôi chú rể cô dâu trong hôn trường được chia sẻ lên mạng xã hội đã khiến cho nhiều người chú ý. Tuy nhiên, không phải là do không khí vui vẻ của lễ cưới, mà chính là hành động bất ngờ của cô dâu dường như đã khiến cho chú rể sượng sùng và bất ngờ. Trong một lễ cưới, nụ hôn sau khi chú rể và cô dâu trao cho nhau chiếc nhẫn cực kỳ quan trọng, đó là biểu tượng của tình yêu, sự tin tưởng và cũng là màn xuôi gia, hai nhà cũng như là các quan khách mong chờ nhất. Thế nhưng hành động từ chối nụ hôn từ chồng của cô gái dưới đây đã khiến cho mọi người hết sức ngạc nhiên. Cụ thể, theo clip được các cư dân mạng truyền tay nhau, chú rể đang ôm lấy khuôn mặt cô dâu và chuẩn bị trao cho cô nụ hôn minh chứng của tình yêu thì cô đã gạt phăng tay anh ra. Cô dâu chú rể sau đó ngồi xuống, cô dâu duy trì vẻ mặt buồn bực, liếc xéo, còn chú rể có vẻ hậm hực tức giận. Lúc này quan khách phía dưới cũng ồ lên, không khỏi ngạc nhiên trước hành động và thái độ khó hiểu của cô dâu. Ngay sau khi đoạn clip ngắn được chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Thậm chí ngay sau đó hình ảnh một người phụ nữ bị đánh mặt mày, bầm tím sưng phù được cho là cô dâu đã khiến cho nhiều người phải giật mình. Tuy nhiên thông tin trên nhanh chóng bị gạt bỏ và chỉ tin là câu like của một số người.
Theo tìm hiểu được biết, chú đệ xuất hiện trong đoạn clip nói trên tên là L, sinh năm 1992, sinh sống ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam và là con út trong gia đình có hai anh em. Cả bố và anh trai L cũng đều mắc bệnh về phát triển nhận thức từ nhiều năm nay. Chia sẻ thông tin, một người hàng xóm của chú rể bày tỏ bức xúc trước những tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội. Người này cho biết, cả cô dâu và chú rể đều có vấn đề về phát triển nhận thức nên không được khôn khéo như những người bình thường khác, nhưng được họ hàng may mối thì hai người tìm hiểu nhau và đi đến kết hôn. Nhận xét về tính cách của cặp đôi, người hàng xóm cho hay chú rể là người vui vẻ, hiền lành, nhưng cô dâu thì có phần khép kín hơn, có tính cách hơi cục cằn, ít giao tiếp với mọi người. Có lẽ vì tính cách vậy mà cô dâu mới cư xử như thế trong đám cưới chứ không phải vì mấy lý do mà dân mạng đồn thổi. Bên cạnh đó, cô nàng Bùi Thị Thao là chủ nhân đoạn clip gây bão mạng, đồng thời cũng là hàng xóm. Bạn bè của cô dâu cũng tỏ ra vô cùng khó chịu và bức xúc khi đoạn video cô nàng đăng tải nhằm chúc mừng hạnh phúc cặp đôi bỗng trở thành nguyên nhân gây tranh cãi, làm ảnh hưởng đến cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể Hải Phòng khóc thét khi đếm tiền mừng cưới của hội bạn thân. Đám cưới là dịp kỷ niệm trọng đại mà cô dâu chú rể sẽ không bao giờ quên. Đây cũng là dịp mà các cặp đôi nhận được những lời chúc phúc, những món quà và không thể nhắc đến là phong bì tiền mừng cưới. Tuy nhiên, cô dâu chú rể sẽ phải khóc thét khi nhận được những phong bì tiền mà toàn là tiền lẻ mệnh giá 1.000-2.000 đồng của hội bạn thân lầy lội. Mới đây, mạng xã hội lại đang chia sẻ rầm rộ đoạn clip ghi lại cảnh đếm tiền lẻ, đồng thời là tiền mừng đám cưới của cô dâu chú rể tại Hải Phòng. Theo những gì clip ghi lại, chú rể là người cầm trên tay và đếm một sấp tiền với mệnh giá là 1.000 đồng, 2.000 đồng trước sự chứng kiến của rất nhiều anh em bạn bè. Mỗi lần đếm được 100.000 đồng thì tất cả mọi người đều reo hò lớn. Vì quá nhiều tiền trong lúc đếm, vài lần chú rể đã nhầm lẫn nhưng rất may, bên cạnh đó còn có các anh em đếm hỗ trợ nên hạn chế nhiều sai sót. Đoạn clip sau khi đăng tải nhận được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều là ý kiến bình luận hài hước cho rằng hội bạn thân của cô dâu chú rể này vô cùng thú vị và nhiều chiêu trò. Nhiều người còn có ý định sẽ bắt chước kiểu mừng đám cưới độc lạ này cho bạn bè của mình. Chủ nhân của clip là anh Nguyễn Tiến Đạt ở Hải Phòng. Anh này cho biết đây là đám cưới một người bạn, anh Đạt cũng chính là chủ nhân của số tiền lẻ đó. Anh Đạt chia sẻ, tổng cộng số tiền lẻ mà chú rể đang đếm là 500.000 đồng, toàn mệnh giá 1.000 đồng và 2.000 đồng. Nhà mình kinh doanh tiệm Internet, tiền thu được từ dịch vụ mà khách sử dụng toàn là tiền lẻ. Vì thế mình mới nảy ra sáng kiến là đi mừng cưới bằng tiền lẻ, vì chú rể cũng là chỗ anh em bạn bè thân thiết, nên kiểu mừng cưới lầy lội như thế này. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.